Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Quý vị thân mến, các nhà tâm lý học cho rằng cuộc sống nghèo khó thì không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất lại nằm trong chính lối suy nghĩ nghèo khó, không dám thay đổi, không dám bứt phá của mỗi người. Đó mới là nguyên nhân chính làm cho chúng ta luôn mắc kẹt trong sự khó khăn. Đã nghèo lại hoàn nghèo là vật cản to lớn nhất trên con đường phát triển về sau. Vậy nên muốn làm giàu, hãy học cách sống của người giàu, tránh tuyệt đối 8 cách sống tồi tệ sau đây quý vị nhé. 8 cách sống khiến bạn nghèo cả đời, không ngóc đầu dậy nổi. Thứ nhất, luôn nghĩ mình biết mọi thứ. Đây chính là điều kỳ lạ và ngu ngốc nhất. Mọi người sẽ làm gì khi họ vướng vào vấn đề tài chính? Họ phàn nàn, có vô số thứ mà bạn có thể đổ lỗi. Từ chính quyền tới sếp quản lý trực tiếp, đây chính là điều kỳ lạ và ngu ngốc nhất. Mọi người sẽ làm gì khi họ vướng vào vấn đề tài chính? Họ phàn nàn, có vô số thứ mà bạn có thể đổ lỗi. Từ chính quyền tới sếp quản lý trực tiếp. Nhưng nếu được gợi ý, hãy đọc và tìm hiểu những điều cơ bản về quản lý tiền bạc. Anh ta sẽ cau có, đây là tiền của tôi và tôi biết cách quản lý nó. Nếu như đã biết rõ tất cả, vậy tại sao bạn luôn rỗng túi? Bạn có nhận ra khi người ta rơi vào một cuộc tranh cãi, họ luôn cố gắng chứng minh họ đúng, kể cả khi họ sai, thay vì cố gắng tìm hiểu và học hỏi. Thứ hai, làm việc đơn độc. Trong xã hội có một loại người thế này, rất có năng lực, kiến giải cũng sâu sắc, thậm chí còn có nhiều tài hoa. Nhưng đồng thời, họ quá cậy tài, thậm chí cuồng vọng, tự đại, không có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Thích làm việc đơn độc, kết quả thành công thường tuột khỏi tay. Thế giới này không còn là thời đại của những anh hùng đơn thương độc mã, của những hiệp sĩ độc hành nữa. Người muốn thành đại sự, ắt phải học cách theo nhờ ngoại lực, nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của hợp tác và làm việc trong đội ngũ. Thứ ba, không thích người thành công và giàu có hơn mình. Có thể bạn ghét người ta vì một lý do nào đó, nhưng không thể phủ nhận, để có vị trí như hiện tại, người đó đã làm việc chăm chỉ suốt một thời gian dài. Kể cả khi được thừa kế một tài sản, chắc chắn người ta cũng có tính kỷ luật hơn bạn. Vậy thay vì ghét họ, tại sao bạn không kết bạn với họ chứ? Thứ tư, không coi trọng tự do. Tự do chính là sống cuộc đời bạn muốn, chứ không phải là sống cuộc đời người khác thay bạn định đoạt. Làm điều bạn muốn, theo cách bạn muốn và ở nơi bạn muốn. Đó là lý do vì sao bạn thấy nhiều người nói tiền không quan trọng, đừng để cuộc sống phụ thuộc vào nó, hay tiền bạc là mầm mống của tội ác. Bạn thấy nhiều người làm việc cả đời từ sáng đến tối chỉ vì vài đồng bạc, để những người thu hóa đơn tránh xa nơi ở của họ. Họ làm những công việc mà họ ước họ có thể bỏ vì họ không thích công việc đó và vì họ ghét sếp của họ. Nếu như có cơ hội, họ sẽ nghỉ việc. Đó chính xác là lời giải thích cho đồng tiền định hình tự do. Những người giàu trở nên giàu hơn vì tiền khiến họ ngày càng tự do để sống cuộc đời họ muốn. Thứ năm, cật lực kiếm tiền. Những thứ mà mọi người làm khi họ muốn kiếm tiền là họ làm việc chăm chỉ để được thăng tiến. Và nếu như không đủ, họ sẽ nghĩ đến việc tăng ca hay kiếm một công việc làm thêm. Vấn đề xảy đến là, cho dù họ được trả bao nhiêu đi chăng nữa, đến cuối ngày, thời gian sẽ bị giới hạn. Và người giàu hoàn toàn hiểu điều đó, nên thay vì chăm chỉ làm việc kiếm tiền, họ để đồng tiền làm việc cho họ. Họ xem đồng tiền như một công cụ giúp họ kiếm được nhiều hơn, chứ không chỉ là một mẩu giấy đơn thuần có tác dụng mua bán. Tất nhiên, ban đầu mọi người chắc chắn sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng nó chỉ là việc tạm thời, đối với người giàu, còn đối với người nghèo sẽ là mãi mãi. Khi bạn kiếm đủ tiền, đủ để nó có thể làm việc cho bạn, bạn sẽ có nhiều tự do hơn. Thứ sáu, không quản lý được tiền. Biết cách quản lý tiền nong không phải là tài năng thiên bẩm mà bạn phải học. Bạn đang kiếm tiền
không có nghĩa là bạn sẽ biết cách quản lý tiền bạc hợp lý. Và có một sự thật, nếu bạn không quản lý tiền bạc, bạn sẽ không bao giờ có thể chủ động tài chính. Và sự thỏa mãn thiếu suy nghĩ ngắn hạn đó không phải là tự do thực sự đâu. Nếu như bạn không thể quản lý khoản lương hợp lý, làm sao bạn có thể quản lý một khoản gấp 10 hoặc gấp 100 lần như thế? Thứ bảy, chỉ nhìn vào khó khăn. Một người bạn của tôi muốn mở nhà hàng. Thực tế tôi đã nghe anh ấy kể câu chuyện này cách đây 3-4 năm trước. Nhưng mỗi lần tôi hỏi anh ấy tại sao chưa bắt đầu, anh ấy đều trả lời rằng mình không có tiền và cũng không thích nợ nần. Vấn đề nằm ở đó, người nghèo luôn nghĩ về những thứ có thể sai hướng trong quyết định. Trong 4 năm đó, nếu quyết tâm mãnh liệt, anh ấy có thể tìm một nhà đầu tư hay ít nhất là tiết kiệm đủ để bắt đầu. Anh ấy thậm chí chưa nghiên cứu thị trường, không có lấy cả một kế hoạch vạch rõ đường đi nước bước. Suy nghĩ của anh ấy chỉ quẩn quanh trong việc nếu có tiền, nhà hàng sẽ tự sinh ra. Ấy thế nhưng khó khăn này sẽ chồng chất khó khăn khác sau khi mở nhà hàng. Không liên quan đến việc bạn muốn kinh doanh gì, sẽ luôn có những rào cản, sẽ có hàng triệu vấn đề đi lệch hướng. Và nếu như bạn giống như bạn tôi, luôn phàn nàn về những khó khăn và chẳng chịu bắt tay vào làm việc, bạn chắc chắn rơi vào tình trạng kinh tế tồi tệ mà anh ấy gặp phải. Thứ 8. Làm việc qua quýt. Trong cuộc sống hiện thực, người có thể thành đại sự và người chẳng nên công cán gì về hành vi có rất nhiều điểm khác nhau. Một trong những điểm đó là người chẳng nên công cán gì thì thường thiếu suy nghĩ chín chắn, làm việc qua quýt. Còn người thành đại sự thì luôn suy nghĩ sâu xa chín chắn rồi mới hành động. Người làm không nên chuyện thường nói, nghĩ lắm làm gì cho mệt xác, cứ đơn giản làm như thế này là được rồi. Còn người làm nên việc lớn thường nói, trước khi làm việc cần suy xét chu đáo, như thế sẽ ít mắc lỗi. Chỉ có hành động, có kế hoạch thì mới có thể thành công. Điều khiến người nghèo thật nghèo chính là tâm lý nghèo nàn yếu ớt. Vậy một trong những hậu quả của điều đó là bạn không có tiền. Tin tốt là bạn có thể thay đổi tâm lý đó. Điều đó không có nghĩa là ngày hôm sau bạn sẽ ngồi trên một đống tiền, nhưng dần dần bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Bạn sẽ suy nghĩ theo một cách khác. Thay vì than phiền, bạn sẽ biết tận dụng những cơ hội mà bạn gặp được. Qua thời gian, bạn sẽ cải thiện được tình hình tài chính. Có câu nói, cách tốt nhất để giúp người nghèo là trở thành một trong số họ. Quý vị thân mến, người giàu không sinh ra đã sở hữu ngay tư duy giàu có, mà họ học hỏi và chọn cách suy nghĩ, hành động theo nó. Sau đây sẽ là 11 điều mà người giàu lựa chọn khác với những người nghèo. Thứ nhất, kiểm soát thành công của mình. Người giàu tin rằng, tôi làm nên cuộc đời tôi, trong khi những người khác cho là cuộc đời của tôi đã được an bài. Bạn cần phải biết tự kiểm soát đời sống tài chính, phải tin rằng mình chính là người tạo nên thành công, đẳng cấp và tiền tài cho mình. Nhận thức được hay không, người đó vẫn phải là chính bạn. Thứ hai, theo đuổi sự giàu có. Thay vì chỉ muốn được giàu có, người giàu có ý thức luôn theo đuổi sự giàu có. Làm giàu cần sự tập trung, lòng can đảm, hiểu biết, 100% nỗ lực, thái độ không bao giờ từ bỏ và một tư duy giàu có. Nếu không, luôn gắn kết với nó, bạn sẽ không thể giàu nổi. Người giàu có thể làm được điều đó vì họ có mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng. Lý do khiến một số người ta không đạt được điều mình muốn là họ chẳng biết mình muốn gì. Người giàu thì khác, họ biết rõ mình cần sự giàu có và mong muốn này không thể bị lung lay. Họ sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi đạo đức và pháp luật để đạt được. Thứ ba, nghĩ lớn. Nếu không phải mình làm thì có thể là ai được. Đó là lối nghĩ của người giàu. Suy nghĩ và hành động lớn sẽ mang lại ý nghĩa và tiền bạc.
hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ nhỏ. Vì sao? Đầu tiên là vì sợ. Họ sợ thất bại và sợ cả thành công. Thứ hai, họ nghĩ nhỏ vì họ cảm thấy nhỏ bé. Họ cảm thấy vô dụng, họ không cảm nhận được mình đủ giỏi và quan trọng để thay đổi cuộc đời của những người khác. Thứ tư, giao thiệp với người giàu. Người thành công coi thành công của người khác là động lực. Họ xem những người thành công khác là hình mẫu để học hỏi. Họ tự nói với bản thân, người khác làm được thì mình cũng làm được. Thay vì ghen tị, họ biết ơn những người thành công và tự vạch ra kế hoạch để gặt hái điều tương tự. Cách nhanh chóng và dễ dàng nhất là học theo cách mà những người giàu khác kiếm tiền. Thứ năm, chọn cách vượt qua khó khăn. Bí quyết để đi tới thành công là đừng cố trốn tránh khó khăn. Hãy tự hoàn thiện bản thân để đánh bại chúng. Con đường tới phú quý luôn đầy rẫy cạm bẫy, và đó là những gì người ta luôn muốn né tránh. Họ không muốn phải đau đầu gánh lấy nhiều trách nhiệm. Tóm lại, họ không muốn đương đầu với khó khăn. Thay vì chỉ chăm chăm vào khó khăn, người cực kỳ thành công sẽ tập trung vào thành công. Thứ sáu, chiến đấu để chiến thắng. Trong khi người giàu chọn cách để chiến thắng, những người khác chọn cách để không thua. Mục tiêu của người giàu là sự thịnh vượng, không phải chỉ là chút tiền mà phải thật nhiều tiền. Nếu mục tiêu của bạn chỉ đơn giản là được sống thoải mái, đủ ăn, bạn sẽ không bao giờ giàu được. Nếu bạn chỉ muốn kiếm vừa đủ, bạn sẽ chỉ nhận được từng ấy mà thôi, không hơn.